Chúng mày chuẩn bị chưa? Ra 3 2 1 Cái đó mày gọi là đẳng cấp. 3 2 1 Hello các bạn, đã quay trở lại. Chúc các bạn mới vô dễ nha. Hello. Hiện tại là mình vẫn ở cái nơi quen thuộc của nhà xóm dừa mọi người. Ok, hôm nay là gì vậy? Cảm gì ta vậy? Bia hả? Bữa nay chủ nhật. Thứ bảy phải có mấy này. Thứ bảy là tới công chuyện. Ủa, phải chủ nhật chứ. Chủ nhật là tới công chuyện luôn các bạn. Ok, thì hôm nay là mình sẽ thực hiện một cái video là tiếp tục làm mình ná nha các bạn. Bữa mình bắn có con cò các bạn chửi quá. Bữa nay mình không có bắn chim, mình không có xét xanh. Bữa nay mình cũng làm gì ná nhưng mình không có xét xanh nha. Cái ná của bạn đâu? Ná hả? Ná đâu? Nãy kêu cầm ná ra, có cầm không? Ê, ná đây. Đâu đâu, ná đâu, ná đâu? Ồ, hay vậy. Cái ná mình đây, ná mình đây. Dạ. Ná. Ê, móc móc. Nó cứng. Móc cái gì vậy trống trời. Đâu, đâu, lô rồi các bạn. Cái đá. Nhét ngày đó nó mới nhét ngày nó mới hợp đó. Bắt chim thì mình mới liên quan tới chim chứ. Bắt chim thì mình mới liên quan tới chim chứ. Ok các bạn, thì bắn chim xét xanh mình không xét xanh nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái clip bắn ná vô sớm vừa đó là mình sẽ tổ chức một cuộc thi bắn ná. Nhưng mà bắn ná bình thường mà đặt cái mục tiêu xuống mình bắn thì nó quá bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ bắn ná một cái cách đỉnh cao. Gọi là bắn ná một cái cách khác ngừ. Dám thử không? Sau cái trận này nếu dạ, mà nếu mà bạn bạn mà bắn thắng thì mình sẽ dẫn bạn đi uống trà sữa 3 ngày miễn phí, ok không? Thoải mái luôn. Còn bạn thua thì cũng vậy thôi, tại mình là chủ kênh, mình phải phim mình mà thắng mình bao bạn uống 3 ngày, bạn thua mình bao mình 1 ngày thôi, ok không? Mình thua mình bao bạn bao một bữa thôi. Một buổi đi uống nước dừa thoải mái luôn. Nhà có dừa mà. Thơm uống sữa. Thôi không? Muốn nghe. Ok, bây giờ là mình bắt đầu là mình sẽ ra cái thể lệ cái cuộc thi nó như thế này nè các bạn. Từ từ chờ chút suy nghĩ á. Suy nghĩ nữa trời. Ok, suy nghĩ ra rồi. Móc 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 ở trong cái bị ra, lấy hai cái hột quẹt ra bạn. Hột quẹt nữa. Ừ. Đây đây đây. Bây giờ là mình chơi thế này nè. Bây giờ á, nếu mình đặt cái hột quẹt này xuống, mình đứng xa lên mình bắn tới á thì nó quá bình thường đúng không các bạn? Mình ngắm mình bắn là bình thường. Bây giờ mình thi như gì nè, Bây giờ ví dụ như mình đặt cái hột quẹt xuống, đúng không? Xong rồi mình đứng cách xa ra khoảng 90 mét gì đó, như thế này nè. Đó. Rồi ví dụ như bạn ngồi đây đúng không? Bạn bắn đúng không? Bạn bắn trước rồi mình bắn sau hay là ai bắn trước cũng được hết trơn á. Nhưng mà cái người bắn á thì sẽ ngồi và chuẩn bị bắn, và cái người mà đứng sau, ví dụ như mình quay cho bạn bắn á thì mình sẽ đếm. Tức là trong vòng 3 giây mình bắt đầu mình nhả bông nô là mình đếm 3 2 1 trong vòng 3 giây các bạn phải nhả đèn ra. Hiểu không? What? Bạn không được ngắm quá 3 giây. Đó, đặt cái hột vẹt xuống là bạn đứng ra, mình bắn cũng vậy thì bạn cũng đếm. Tới phiên là bạn bắn mình đếm, nói chung là trong vòng 3 giây phải nhả đèn ra, phải trúng hột vẹt, ok không? Okay. Vòng 1 như thế, rồi qua vòng 2 mình ra thế lệ sau, ok không? Bây giờ mình chơi vòng 1 nha. Dạ. Let's go. Bây giờ đặt hột vẹt ra cách khoảng 10 mét. Bạn tới ngay chỗ kia và đặt hột vẹt xuống đi. Trời ơi, thăng lên nó chiều có bi uống nè. Đó. Đặt cái chỗ nào đừng có vướng cỏ nha. Đặt một cái người một cái bắn chứ tiền đâu tôi mua hai cái cha. đúng rồi, đặt vậy đó. Rồi người bắn một cái nha. Được rồi. Ok. Rồi bây giờ là ai bắn trước? Ok, là Hữu Si đây. Hữu Si các bạn. 2 3. Mình thắng. Cái thằng thắng sẽ bắn trước các bạn. Ủa, thắng bắn trước hả? Thắng bắn cái đầu xanh. Ok, mình đi bắt trước. Cho nó coi cái bản lĩnh bắn ná của mình nha các bạn. Thằng này tính là nó là học trò bắn ná của mình luôn á. Bên đây mình thử tài nghệ cho nó coi nha. Ủa, nó ngã một cái thôi giờ. Bây giờ mình lấy một cái này thôi. Bắn một cái thôi. Bắn một cái còn cái đó mình. Rồi một cái đó nha. Đặt cái này xuống nha. Đếm đúng 3 giây mà đếm đúng số giây nhảy nha. Đếm nhanh quá tôi chịu đầu. Đó là rồi. Cậu ly này được không? Cậu ly này được. Được. Lúc khi bắn là phải chờ cái nón gì cho đợi trước không vào phong thủy các bạn. Đếm nha. Từ từ tôi lại đang vô cái à. 1. Mình phải chuẩn bị trước các bạn. 2. Đếm từ 3 nữa về 2 1. Đấy là 3 2 1 dứt số 1 là mình nhả đèn, hiểu không? Rồi. 3. Nếu mà dứt số 1 xong mà trong vòng 1 giây mình chưa nhả đèn thôi tức là mình thua, hiểu không? Cái gì vậy ba? Từ từ tức là chưa đếm thì chưa được ngắm nha. Dạ. Khi bắt đầu đếm mới được ngắm nha. Từ từ mình chuẩn bị dây á, bên tay cầm á. Ôi, ngã rồi. Ta lấy cục đất ta đè lại. Ôi con ôi các bạn, đủ ổn rồi các bạn. Được ổn định rồi. Thôi bây giờ đếm đi. Từ từ chuẩn bị á. Bắt đầu đếm. Chuẩn bị. 1. Chuẩn bị lại chuẩn bị nhé. Đếm từ 3 tới giờ 1 từ 3 tới 1 hả? Chuẩn bị này. Chuẩn
bị chuẩn bị chưa? Bắt đầu. 3, 2, 1. Mày chơi cho đàng hoàng cái đầu xanh mày. Lại đây. Mày chuẩn bị chưa? Rồi. 3, 2, 1. Cái đó bạn gọi là đẳng cấp. Bạn có thấy mình bắn Free Fire không? Tàu áo đưa qua súng qua là đụng địch là quốc liền. Bắn gì xin. Rồi bây giờ tao bị bạn nha, ok các bạn, bây giờ là tao bị thằng Huy Súp Chuối nó bắn nha. Thấy hồ quẹo không? Các bạn thấy hồ quẹo không? Ok bây giờ bắt đầu mình sẽ đếm nha. Từ từ, chưa có đếm là chưa được dương ná luôn. Đậu xanh mày. Bây giờ mình chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi thu. Bắn lại. Hỏi. Cái đó là mình chưa. Gì? Mình chưa có số 1 mà mình. Cái gì vậy? Thua rồi. Đang gọi là chuẩn bị thôi. Đây tôi 1 viên đi trúng không 2 viên không thua đâu. Cái đó mình chuẩn bị không? Chuẩn bị nghĩ nói chung là giống vừa nó thua cho nó cơ hội lần 2 nha các bạn. Ok mình cho bạn cơ hội lần 2 luôn. Cho nó lần 2 luôn các bạn. Tại đó là học trò của mình mà. Bây giờ từ từ. Từ từ nha. Chuẩn bị 3 2 1 2 1 Bé ra. Đậu xanh này hay ta. Ok bây giờ rồi coi đậu xanh này nó bắn như hạch đó các bạn, bể luôn nè. Ok tao đi cái lon bia cho các bạn làm biết á. Quên hiểu quá, bây giờ là mình sẽ đặt cái lon bia xuống cái này đó luôn. Đặt đây nhà mai mốt mà dọn đá hết nha, đừng té bắt đồ đó. Ở cái lon bia là mình sẽ để hai lon lên luôn khỏi để ngồi xa xa đang xíu. Đó, bây giờ như thế này né ra né ra né lui ra chút nữa. Ok let's go. Ủa sao còn gần quá, lùi chút nữa Ok ok được rồi. Bây giờ cự ly này nha các bạn. Cự ly này là 3 giờ là mình bắn như thế này. Cũng đếm 3, 2, 1 nha. Nằm bắn. Bây giờ là động cái tác. Này nè, cái này mới gọi là bắn như Free Fire nè. Động tác nằm bắn hay sao? Cái này cái vừa nhảy vừa bắn luôn. Vừa nhảy vừa bắn là chắc luôn. Bây giờ là ngồi nha. Cũng đếm từ 3 tới 2 tới 1 nha. Trong vòng 3 giây. Đó, khi mà ngồi gì? Khi mà bắt đầu đếm 3 cái là tôi nói chung là từ cái số bắt đầu vô của số 3 là nó mình mới được quay lại không? Rớt cuối cùng của số 1 là phải bắn. Đếm xong số 1 mà không bắn là thua. Ok. Ok không? Rồi. Bắn trúng mới thắng nha, bắn đặt là thua nha. Ok. Bây giờ bắt đầu này từ từ mình ngồi chứ tôi thấy dễ quay á, nhiều khi quay á chị nó chẹo cái xương cái cục á, đĩa không được. Rồi bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị. 3, 1. Đây đâu quay lại. Chuẩn bị. Ok chưa? Ra. Đến đi. 3, 2, 1. Chắc. Chắc quá, nó ngồi như con ếch vậy. Mày chết rồi đi. Bắt không được luôn. Lại lần 2. Cho cơ hội lần nữa. Không, nói chung là mình 2 lần thì bạn cũng 2 lần. Đúng rồi. Nói chung mình mấy lần, bạn mấy lần không? Ok. Đó, 1 lần thua được không? Giờ lại lần 2 các bạn. Ok. Thành lần là bắt nó thật lạ luôn. Rồi, chuẩn bị nào. Chuẩn bị. 3 2 1 chặt luôn. Đây. Tất cả chúng ta đã biết rồi đúng không? Không có nhịn gì hết á. Bây giờ vô cầm máy này. Ok, cho nó quất các bạn. Này lấy đèn. Mình 2 lần nha. Đúng rồi. Mình 2 lần tắt phiên nó các bạn. Mọi người đó, chuẩn bị chưa? Lắp đèn vô đi. Đó. Từ từ, chuẩn bị này. 3 2 1. Mày đậu xanh mày một đó. Một lần. Nó một lần nha các bạn. Không có đường dễ đâu, bắn vô Free Fire á. Rồi chúng nha. Cái này bắn như bắn giặt vậy chứ, giặt rồi quay lại bắn. Chuẩn bị nè. 3 2 1. Quê. Lại lần nữa nè. Lại lần nữa. Nó rất là khó nha các bạn. Nói quá hồ luôn rồi. Đậu xanh. Mày tưởng dễ không mày? Lần đúng không? Sư phụ bán không trúng rồi, để thử không trúng. Bây giờ cái này gọi là hiệp thứ hai. Hiệp thứ hai, đúng rồi. Hiệp thứ hai, ừ. Bây giờ chuẩn bị này. 3 2 Ủa? Chuẩn bị này. Chuẩn bị. 3 2 1. Rồi xong đậu xanh. Tiếp một lần nữa. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1. 2 1. Đậu xanh phải trước. Bể rồi phải không? Bể rồi. Rồi bể rồi các bạn.
Rồi bây giờ tao phim mình nha các bạn. Ok. Đặt lâu bị cưới kia. Rồi. Vâng. Đến cái đèn vàng nha mày. Đậu xanh. Đúng rồi. 3 2 1 cắt. Mày cẩn thận lại, cẩn thận lại. Phải ghiềm tâm. Ừ, ghiềm tâm. Đó là phải ghiềm tâm. Ừ, đó mà ghiềm. Ờ, phải ghiềm tâm các bạn. Từ từ. Đấy. 3 2 1 hụt. Đếm nhanh vậy. Vậy mà nhanh hơn ta. Đâu có độ dừng luôn mà. Đây đâu mà nhảy nhanh vậy ông đỡ. Rồi ok. Các bạn đã biết là ai thắng ai thua rồi đúng không ạ? Thì điểm này là mình thua nó rồi. Rồi mình chắc okay, chắn là hiệp thứ 3 nha. Có tà tư uống rồi. Hiệp thứ 3 nha. Chứ rồi. Còn hiệp thứ 3 nữa. Hiệp thứ 3 chồng lon lên. Hiệp đầu là mình thắng đúng không? Ừ. Hiệp này là quê. Rồi coi như mình thua thà quê đúng không? Ủa hiệp bây đầu hiệp là quê mà. Hiệp thứ 3 là hiệp final này. Hiệp này ai thắng là người đó thắng đúng không? Ok không? Ok. Đó. Ba lon chồng lên hả? Ok bây giờ tới cái màn thứ 3 là cái màn chốt nha các bạn. Ừ. Cái lon bia mình treo như thế này. Được. Đó. Bây giờ là bắn cái mục tiêu này là mình không có đếm. Tại này rất là khó. Đúng rồi. Mình cho ngắm thoải mái luôn. Nhưng mà mình có điều kiện thế này. Khi mà chuẩn bị bắn á là mình sẽ lắc nó như thế này. Đó. Mình lắc xong là mình sẽ chạy ra. Cái người bắn á sẽ ngắm vào bắn. Mà trong khi nó đang lắc phải bắn nha, chứ không có được chờ nó ngừng bắn nha. Đúng không? Cái này là bắn là mục tiêu di động. Ờ. Đó. Gì đâu. Bắn mấy viên mà kệ, tính theo viên. Chỉ còn cái người nào bắn ít viên mà trúng là người đó thắng. Ừ. Okay. Đến khi nào trúng thì đúng không? Đếm bao nhiêu. Người nào bắn ít viên mà trúng được, trước là người đó thắng. Đầu tiên cho 10 viên đi. Ok. Bây giờ mình treo thế này. Dạ. Rồi bây giờ ai bắn trước? Đây bắn chưa? Ok, bây giờ đường sớm vừa nó bắn trước các bạn. Gần không? Ngồi chỗ nào? Ngồi ngay đó luôn. Ngay đó luôn. Ngay đó. Ừ. Ngồi xuống. Giữ lấy cái bọc đèn ra luôn. Ok. Ngồi xuống. Ngồi xuống đó nha. Rồi chờ mình chạy qua mình lắc cái lon một cái là mình chạy lại mình cầm cái máy nha. Đó, bây giờ mình qua mình lắc cái lon nha các bạn. Chuẩn bị luôn đi. Rồi. Ok. Mình nha. Lắc này các bạn. Khi nào chạy tới đây bắt đầu bắn nha. Mình chạy đó mình cầm máy lên đập đó. Oh wow. Toàn bắt. Wow. Một viên. Nó đang xoay tròn kìa. Hai viên. Nó đi sao kệ nó, quan trọng bắn hết trúng hay không à. Viên thứ ba là nó hết lắc, bắt đầu tao lắc lại nha. Ừ. Hai viên rồi đúng không? Ba viên. Có. Rồi nó giảm lắc rồi mình lắc lại cái nữa. Ba viên rồi nha. Lắc lại cái các bạn. Rồi. Tiếp. 4 viên. Nó 4 viên nha các bạn. Vòng vòng rất là khó khăn nha, chứ không phải dễ nha. 5 viên. Ở đậu xanh. Sâu gì quay. What the joy. Ờ nó bắn lủng rồi các bạn. 6 viên đúng không? 6 viên. Ok, bây giờ tao phiên mình cột cái lô cắt lên cho mình bạn. Qua lắc đi bạn. Chuẩn bị cái hả? Rồi lắc đi. Cầm máy lên. Ok, bắn đi. 3 2 1 phút. Trúng không? Hay. Tuốt. Trời đất ơi. Quá. Rồi xong rồi. Pha này. Rồi đi đây cơ hội này, Cơ hả? Viên thứ 3. Không. Nó hết lắc rồi. Cái con lắc hồi nãy giống như cái kia vậy á. Hồi nãy cái kia tôi để vô ông kia bắn đi thứ 3 nó cũng vậy đó. Ồ, quá đất gà luôn. Lụng luôn. Cái này gọi là xịt phân này. Đẳng cấp chưa? Thấy đẳng cấp chưa? Nói chung mọi người hãy so sánh lại với mình nha. So sánh sao biết được. Để các bạn so sánh đúng không? Đúng rồi, để các bạn so sánh nha. Vậy là mình ba chuyện này là mình thắng rồi. Ok, coi như là què nhau. Què khỉ á. Cái này mình bắt ba chuyện mình trúng đỡ. Bây giờ uống tà tửa cho. Ok. Nhiều quá yêu tà tửa nha. Tà tửa gì uống dừa. Không, uống dừa luôn, tà tửa. Dừa ở đây nhiều lắm, uống trà sữa gì cho bệnh chết. Bây giờ uống nước dừa thanh lọc cơ thể. Mà nói cái trình độ đá của thằng Sơn Chú nó không có đơn giản các bạn. Cái hột quẹt mà nó bắn quay qua nó bắn trong vòng 3 giây nó ngắm trúng đó. Còn cái lon mà lúc nãy mà quay tròn bắn cũng khó lắm nha. Rất khó, cái đó khó thiệt. Cái đó khó đúng khó luôn, bắn như bắn quay khoai vậy. Quay lại bắn khó lắm. Quay lại mình chưa kịp thủ thế á. Thì mình sợ nó hết giờ mình bắn. Ok bắn trúng.
kết luận. Ok, kết luận là anh em mình vừa solo về cuộc thi ná. Và cuối cùng cái thằng học trò đó không thể nào thắng sư phụ được. Đúng rồi. Trò mà hơn sư phụ rồi. Khó cãi thầy á. Cãi thầy đúng thì. Nói chung là mình cũng khiêm tốn hơn mình. Nói chung là mình bắn trúng cái pha đó đó, nhưng mà mình cố tình nó đánh trật thôi. Đó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của Sắp Dừa TV. Ok các bạn. Ủa, mất lịch sự quá. Ok các bạn, thì video của mình đến đây cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video của mình nha. Mình bắn ná mà bắn chim hoài các bạn, cho sắc xanh. Ok, là mình quyết định là mình đi sinh tồn á, thì mình mới sử dụng cái ná để mình bắn con này con kia thôi. Bây giờ mình không có cầm để bắn nữa. Đi lắng rồi clip sang các bạn chửi quá. Thôi bây giờ cảm ơn các bạn bỏ thời gian quý báu ra để xem video của Hình KTV nha. Qua ngày mới thì mình chúc tất cả các bạn vui vẻ thành công sớm. Bây giờ thì mình xin dừng clip tại đây và hẹn lại mọi người ở dưới theo nha. Bây giờ ráp rồi. Vô. Bye bye các bạn nha.